Tám Cúc xin kính chào toàn thể quý vị. Em kính chúc sức khỏe tới quý vị nha. Em rất là vui gặp lại quý vị trong cái chương trình của Tám Cúc kể chuyện hôm nay. Thì hôm nay Cúc sẽ gửi đến cho quý vị một cái mẫu chuyện này hết sức là giống như là mình ấn tượng về cái cuộc đời gì đó. Nó làm cho mình động tới trái tim của mình nè. Giống như là trong tình thương mà có thêm cả tình thương, có nghĩa là tình thương rồi tình thương. Nó đong đẩy trong đó, và cái mẫu chuyện này thì có một chút gì đó nó hay, chút gì đó nó xúc động, ấn tượng. Cúc muốn gửi đến cho bà con cô bác mình, quý vị gần xa cùng em để lưu giữ những cái mẫu chuyện vui. Rồi rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Tám Cúc qua những cái mẫu chuyện đó, dù vắn dù dài như thế nào thì cũng được bà con ủng hộ, đó là cái niềm động lực cho Tám Cúc. Thì hôm nay mẫu chuyện này Cúc nghĩ chắc là nó vắn lắm, nên em mong quý vị nán lại một vài phút để nghe cho vui với lại Tám Cúc nha. Đầu năm mới kính chúc sức khỏe tới quý vị, toàn thể bà con cô bác, một năm mới vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát lạc, tấn tài tấn lộc tấn bình an, vui vẻ cả năm nha quý vị. Thì cái mẫu chuyện hôm nay nói như thế này: có một cái chàng trai này, có một cái người thanh niên này vào một cái quán, và một cái quán giống như là quán kiểu như quán cà phê vậy đó quý vị, để mà ngồi uống một ly cà phê. Khi mà tan sở về đó, tan việc về đó, thì ghé cà phê rồi ăn uống đồ trong cái quán vậy đó. Thì anh chàng này vô ngồi, thì khi mà đi vô đó ngồi thì uống tí xíu cà phê, ăn chút xíu à, thì có hai nhóc nhỏ nhỏ vậy nè, nó đi đánh giày, đi đánh giày thuê cho người ta, kiểu mà thằng bé đánh giày nhỏ nhỏ đó. Thì đi vô nó lại nghe trăng chỗ cái anh thanh niên này nè, nó nói: chú ơi chú ơi chú, đánh giày đi chú, cứ đánh giày đi chú. Thì cái người thanh niên này á, ổng mới là lắc đầu, vẫn cười cười nói: trời, giày chú nó cũ, nó muốn gách rồi, còn đánh cái gì nữa cháu, còn đánh gì nữa con, thôi chú không có đánh đâu, giày chú muốn gách rồi. Thằng này nói: đánh giày đi chú, đánh giày đi, con còn đánh được, đánh giày đi. Ông nói: thôi gách rồi con ơi, đánh gì nữa, nào chú có giày mới thì đánh, giờ giày này muốn gách rồi thôi con ơi, tại em đi đi làm nhiều, giày nó cũng hả muốn chóc da hết rồi, cũ rồi, đánh chi nữa của em à ha. Thì cái hai đứa nhỏ này nó mới, thằng lớn nó mới nắm tay thằng nhỏ, nó đi dài dài qua với bạn kia, nó kêu khách đó là: đánh giày tiếp con đi, con đánh giày nè mấy chú ơi, đánh giày đi. Thì cái chủ quán, cái cô chủ quán ở trong đây, cổ mới là ở trong nhà cổ quát ra, cổ mới đuổi hai nhỏ này đi, cổ nói: hai mày đi khỏi quán tao coi, trời ơi là trời, ám cái quán tao gì mà ám ngày lại đây mấy lần, ám tới ám lui hoài, đi ra chỗ khác hết đi, đi nạt hai đứa nhỏ, nạt quá trời mà nạt lớn luôn vậy đó. Bắt đầu đi ra, đi đi ra ngoài khỏi quán tao, đi vô đây ám cái quán à, bậy hày dơ giấy, đi ra chỗ khác, nạt gì đó quý vị. Thì cái người thanh niên mà ngồi mà kêu mà đánh giày mà ông nói giày ông cũ đó, ông nghe được, ông quay lại ông nhìn chủ quán, ông nhìn bà chủ quán, ông thấy sao không có đức trơn trời, hai đứa con nít nó đi đánh giày chứ nó đâu đi ăn trộm cắp đâu mà đuổi nó như đuổi tà vậy, đuổi dữ vậy, từ từ thôi nạt nộ, mà trong khi có khách mà nạt lớn quá, mắt thình tượng chủ quán chứ bộ, trời ơi trời, bây giờ mình lại quán mình ngồi mà ai nạt nộ người khác là mình thấy, dù không phải nạt mình nhưng mình cũng thấy nó kỳ nữa, đúng không quý vị? Huống chi cái này nạt vậy. Thì cái anh chàng mình thấy kỳ quá, anh ấy bên nào tao phát hiện cái quán này kỳ quá trời, lần sau không uống quán này nữa, không ăn quán này nữa, đi quán khác. Cái cách đối xử với con người như vậy là không thích rồi. Nạt nộ đuổi hai đứa nhỏ, mà hai đứa nhỏ, cái thằng nhỏ nó bị la quá nó khóc, nó khóc, còn thằng lớn thì nó dẫn em nó đi, nó dẫn em nó đi, mà thằng nhỏ nó cứ khóc, đói bụng quá, đói bụng quá, thằng nhỏ nó đói bụng, thằng lớn thì đi kiếm đánh giày để kiếm tiền mua đồ cho em ăn, thằng nhỏ thì đói bụng, còn thằng lớn thì vậy, cho nên bà đuổi quá. Thì khi cái anh thanh niên nó thấy vậy, hai đứa dẫn nó nắm tay nó đi, nó đi ra là cái anh thanh niên này nói: tính tiền đi, trả tiền. Ông tính tiền luôn, thì ông tính tiền xong bắt đầu ông mới bước ra, ông bước ra thì có, vừa bước ra khỏi quán thì có cái quẹo nữa quý vị. Ông quẹo qua thì ông nhìn, ủa mới thấy hai nhỏ đi ra đây nó quẹo qua đây mà tại sao bây giờ mình bước ra nó đâu mất tiêu rồi, hai nhỏ đâu mất tiêu rồi. Cái anh thanh niên này cố tình chạy theo kiếm hai đứa nhỏ này, thì coi nó như thế nào mà thằng nhỏ khóc, thằng lớn vậy, ông tội nghiệp, ông đồng lòng. Thì qua cái quẹo nhìn qua không thấy ai chứ, thì ông nhìn ngược cái vô đây ngay cái góc, thấy thằng nhỏ nó ngồi, thằng nhỏ em á, nó ngồi nó khóc. Ông hỏi: con khóc cái gì con, sao con khóc vậy? Nó nói: con đói quá chú ơi, con đói bụng quá, con đói quá đó. Thì bắt đầu ông thấy vậy, ông nói: thôi nín đi, chú cho tiền con ăn nha, giờ chú cho con uống ly nước mía trước nha, nè bây giờ chú con lấy tiền qua đây mua ly nước mía đi ăn con. Cái nó không dám lấy, nó nhìn nhìn không dám lấy, cái ông nói: lấy đi con. Cái bắt đầu nó vừa đưa tiền cái thằng anh nó đâu chạy về tới, thằng anh nó không cho lấy cái tay gạt ngang liền, không cho: chú ơi chú đừng cho tiền, con không lấy đâu con, nghe không lấy đâu, bây giờ chú đưa đôi giày đi, con đánh giày cho chú rồi con mới lấy tiền, chứ mà lấy tiền không là không được.
cái ổng mới nói sao kỳ vậy, thôi vậy không mấy bây giờ nếu mà con không lấy tiền gì thì chú mua cho hai anh em 2 ly nước mía uống nha, nha bên kia có nước mía chú qua chú mua nha. Cái thằng nhỏ nó dạ, còn thằng lớn nó thôi đi chú ơi, chú con đánh giày mới được. Ông nói thì bây giờ mua nước mía đi rồi đánh giày sao, cái nó nói dạ vậy cũng được nữa. Cái ông này ông mới ra dấu cho cái chị bán nước mía xa bên kia đó, nhìn qua thì ông đưa 2 ly, ông đưa nào thì bên kia làm 2 ly đem qua 2 ly cái đưa ổng, cái ông lấy trả tiền rồi ông đưa hai đứa này uống. Trời ơi nó thằng nhỏ nó cầm nó hút một hớp còn nước đá không, hút một hơi sạch nước mía luôn còn nước đá không. Cái thằng anh nó cũng uống, cái thằng nhỏ nó nói nước mía ngọt, nước mía ngọt sao anh nói với em là nước mía đắng. Thằng anh trai nó nói là nước mía đắng lắm. Mình nghe câu này là mình biết nhiều lần thằng nhỏ đòi uống chắc thằng anh nó không cho, thằng anh nó tiết kiệm hay là không có tiền nhìn nên nó nói nước mía đắng lắm đừng uống ha. Còn này có đó cho nên là thằng này nó nước mía ngọt mà sao anh nói nước mía đắng. Thì cái anh thanh niên này nó nghe vậy, ông nghe thằng nhỏ nói vậy ông tội nghiệp quá. Xong ông thấy nó hút một cái hết trơn còn nước đá không. Ông thấy vậy ông kêu cô bán nước mía bên kia ông đưa hai ngón tay nữa, 2 ly nữa thì bên kia biết đem qua cho 2 ly nữa. Hai anh em uống cho nó đã đời luôn, uống cho đã đời. Bắt đầu là thằng lớn anh nó mới nói là chú đưa đôi giày con đánh giày cho chú đưa đôi giày con đánh giày. Cái bắt đầu ông này mới nói trời ơi đánh cái gì con ơi, thôi con uống nước mía đi, hai anh em uống đi khỏi đánh giày, đôi giày của chú cũ rồi. Cái nó dạ không được, con mà không đánh giày con lấy tiền của chú là má con la. Cái nó nói trời ơi má con gì la, má con đâu rồi. Cái nó nói dạ má con chết vì bị Covid rồi. Lúc này ông này trái tim ông đau nhói luôn, ông đau. Cái ông hỏi vậy ba con đâu, cái thằng bé nó nói ba con không biết, từ nhỏ tới lớn con không biết ba con là ai luôn, con ở với má con không à, mà bây giờ là má con hồi 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 trước rồi á bị bệnh Covid cho nên má con qua không khỏi, má con mắc rồi, má con chết rồi à. Đó nói vậy là ông xúc động quá trời. Xong cái ông móc ra thêm 100.000 nữa ông cho nó, nó không lấy, hàng lớn nó không lấy. Nó nói con đánh giày con mới lấy tiền chứ chú cho con không lấy, nghèo mà còn anh hùng vậy đó quý vị, mà nó không cho em lấy nữa. Thì ông nói rồi rồi được rồi bây giờ á con cứ giữ 100.000 này đi, mỗi lần con đánh đôi giày bao nhiêu tiền, con đánh đôi giày là con ăn công bao nhiêu. Cái nói dạ 7.000, đôi giày có 7.000. Cái nói rồi giữ con giữ 100.000 này đi, ngày mai chú lại cho con đánh giày trừ lần lần con chịu không, con giữ con mua đồ cho hai anh em ăn đi rồi trừ lại lần lần. Cái thằng nhỏ ghiếu quýt mừng dạ dễ hắn chú, vậy là con giữ 100.000 rồi chú lại chú đánh giày chú trừ lần lần, đánh giày trừ mới chịu chứ cho không chịu nha anh hùng ghê không. Đó thì bắt đầu ông này ông mới nói là con lấy 100.000 mua cơm ăn nha, chút mua cơm hai anh em ăn nha rồi chú đánh giày lần lần lại. Nhưng mà cho chú hỏi một cái nữa ơi, cái thằng đánh nó nói dạ chú hỏi con gì, ông nói mẹ con mất rồi còn hai anh em mà chú hỏi con nhiêu tuổi à, còn em con nhiêu tuổi. Cái thằng này nói dạ à, con chuẩn bị 10 tuổi à, 9 tuổi giờ bước qua 10 tuổi à. Chú nói trời sao con giỏi vậy, mới 9 10 tuổi mà sao con lanh lợi mà con giỏi, con biết giữ em mà con biết đi đánh giày con giỏi quá vậy. Gần thằng em con mấy tuổi, cái nói em con cũng bước qua 4 tuổi à. Cái ông này mới nói mà chú thắc mắc sao con với em con hai đứa không giống nhau chừng vậy, hai gương mặt sao không giống nhau chừng vậy, con với thằng em con mặt mày không giống nhau. Cái nói dạ em con là của cái cô kia là cổ lụm ở đâu dọc đường đó, ở bên cái góc đường á góc chợ á ai bỏ rồi cổ lụm rồi bắt đầu về rồi đi chung với con nè, rồi cổ cũng bị bệnh cổ mắc rồi à. Rồi thằng nhỏ là đi chung với con luôn, con nó như em con vậy đó, con đi đâu con cũng dẫn nó theo, nó đi theo con vậy đó, rồi con lo cho nó luôn. Ông này lúc này ông đau điếng nữa quý vị, một đứa trẻ không 10 tuổi mà bảo bọc thêm một đứa trẻ khác con của người ta bơ vơ nữa. Đôi khi mình em nghe câu chuyện này em cảm giác giống như mình người lớn chưa chắc mình cư xử được như một cái đứa bé này. Bởi vì em nói từ đầu là cái mẫu chuyện này trong tình thương lại có tình thương, trong cái tình thương nào đó lại có cái tình thương là thằng nhỏ này nó thương thêm đứa nữa. Không phải em của nó, lúc đầu mình tưởng là em ruột của nó lo nhưng mà cuối cùng không phải em ruột nó mà nó vẫn lo như vậy đó quý vị. Câu chuyện này em thấy trái tim mình nó nhói nhói nhói, nó đau đau cái gì rất là hay luôn quý vị. Đó là một cái mẫu chuyện thì như vậy. Thì cái chú này cái anh thanh niên này anh thấy cái khúc này là ổng coi như là ổng rất là xúc động, ổng cảm thấy thằng này nó hay, nó nhỏ mà nó anh hùng, nó nuôi em con của người ta mà như em của nó vậy đó. Thì ổng mới là ổng móc thêm 100 nữa, ổng móc thêm 100 nữa mới nói là cho con thêm 100 nữa. Cái nó còn không lấy, chừng nào con đánh giày hết 100 này con mới lấy. Ổng nói thì con lấy đi rồi chú lại chú đánh giày từ từ cho con trừ lần lần, ngày mơ chú lại cho con đánh giày, ngày mốt chú lại cho con đánh giày trừ lần lần. Lúc này thằng nhỏ mới lấy nó mừng ríu rít quý vị.
Đó là như vậy đó, thì cái lòng tốt của người này thương nó rồi nó thương tùm lum lại. Qua câu chuyện này cũng thấy nó rất là ý nghĩa, rất là hay. Đó, thì em cảm ơn quý vị đã ngồi lắng nghe Tám Cúc nãy giờ chia sẻ về cái mẫu chuyện là trong tình thương có tình thương, tình người có tình người. Từ đầu mà hai đứa trẻ bị một cái chủ quán đuổi ra thì mình thấy rất là tội nghiệp, nếu mà ai cũng giả lả hết thì không có giống như cái chàng thanh niên này để tìm hiểu về cuộc đời của hai đứa trẻ này, thì đâu có biết là nó là mẹ nó chết vì gì, bị Covid, rồi cha nó bỏ đi từ đời nào mà nó không có hiểu được, nó không có chưa có biết mặt cha nó là ai. Mẹ thì bị Covid chết rồi, vậy mà còn bảo bọc thêm một đứa con của ai cũng không hiểu luôn. Đó, thì chỉ có người mà muốn tìm hiểu về cuộc đời người ta thì nó mới nói ra cho biết, chứ còn bình thường ai cũng là khách qua đường giả lả thì nghĩ là nó là một thằng đánh giày, thì đánh giày trả tiền mày mày đi mày hay là nãy kia. Ủa thì đâu có ai biết về cuộc đời của nó rất là khốn khổ tội nghiệp như vậy đâu quý vị. Bởi vì con nít khi mà nó khốn khổ vậy, nó trưởng thành rất là giỏi. Con người ta là coi như là cậu ấm với cô chiêu, là 9-10 tuổi là còn tay bế tay bồng ẵm đút từ miếng cơm đó quý vị. Có nhiều người hung hết ôm ấp con mình quý. Cậu ấm cô chiêu mà còn mà con mà cái kiểu mà không cha không mẹ như vậy, hay là mẹ mất hay là cha không có vậy đó, đi đầu đường xó chợ đến vậy tự nhiên thấy nó trưởng thành, từ cái công công ăn việc làm nó chuyện nhỏ thôi, tới cái đầu óc nó cũng trưởng thành nữa, nó không muốn mang nợ người ta cho tiền nó cũng không lấy, thà là đánh giày nó trừ. Đó là một cái khí thế của một người đàn ông. Cái mẫu chuyện này khi mà Cúc kể là Cúc nói là nếu một cái đứa trẻ nào đó, nếu một cái đứa nào nó đang trưởng thành mà nó nghe được cái câu chuyện này thì nó sẽ rất là anh hùng, nó sẽ cảm thấy là mình nên tự lập như vậy đó mới hay, chứ không phải là yếu đuối. Thì mẫu chuyện này rất là thú vị đúng không quý vị, rất là hay, rất là để cho mình suy nghĩ. Em cảm ơn quý vị rất là nhiều nãy giờ đã ngồi lắng nghe Tấm Cúc kể chuyện. Thì quý vị có chuyện vui nhớ gửi về cho kênh Tấm Cúc qua địa chỉ email nguyễnkimcúc19111181@gmail.com, hoặc là qua số phone thì 0979789800. Tấm Cúc xin cảm ơn rất là nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị ở chương trình của Tấm Cúc kể chuyện ngày mai nha quý vị. Em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.